Đây là thể chế của các Marx và Lenin. Liên Xô nó không, nó đập tượng Lenin với nó không có còn để Lenin trong cái lồng kính nữa. Còn Việt Nam mình á, đúng ra mình thương bác, mình phải siêu bác, chứ mình để bác ở đó hoài chấm cái phong thủy của nước Việt. Rồi ai mà đi vô đó ăn dòng là sẽ ở tù, hoặc là bị đốt củi, hoặc là bị này bị kia. Có một bữa có một người kể cho Kiệt nghe, hồi lúc mà chị rồng lửa mình á, mình gọi là chị nha, bả này cũng đàn chị mình á, miệng bả lanh kêu bả chị. Lúc trước khi mà bị bắt mình ở cảnh cáo rồi, bả cũng là cùng nhảy dù xuống cái kia chung đồng đội. Nhưng mà quên đi cái điểm của mình. À, nghe đâu chị rồng lửa đi du ngoạn vô cái gì đó, đi đâu ta, đi tham quan ở Lăng Ba Định, cái vừa về cái là bị bác mại tấm liền. Bởi vì ai mà đi vô đó một vòng là sẽ có chuyện. Tốt nhất là mình nên tiễn bác về trời đi, nếu bác là Phật. Mà dầu cho bác đó là Phật thiệt thì bác cũng đã đi rồi, mà không có cần thiết phải để cái Lăng Ba Đình nằm đó. Đây thể chế vô thần sẽ đi vào quá khứ. Bữa giờ nói chuyện trước Tết tới giờ khô cổ, mình vẫn còn khô cổ. Nhịp chàng hỏi thủ, nếu con làm ở butcher hay cleaner có bị nghiệp không? Nó không có bị nghiệp, tại vì mấy con heo ở Mỹ hay bò ở Mỹ nó giết bằng máy. Còn con làm đó, con xẻ thịt đó, thì cái nghề nó cũng không có phải thấy hết. Nhưng mình thấy mấy cái đó mỗi ngày mình cũng ám ảnh đó. Nghề nào hay hơn, nhiều tiền hơn, đổi đi. Hello. Hello. Sư phụ. Hello, con chào sư phụ. Nghe này thù nghe. Con tên là Thi Ngọc Diệp, con bút vé máy bay, con dẫn mẹ con qua. Sư phụ. Làm thiệt hả? Thôi ở bển đi, đi qua làm chi tốn tiền vé máy bay. Thôi. Lên trên mạng bật điện thoại cái là vừa nằm chỏng chẳng trên võng trên sofa, vừa ăn cà rem mà vừa coi sướng hơn rồi đi cho cực khổ. Con biết, nhưng mà con muốn qua là cũng gặp. Ở trên núi lâu hơn với lại cha lại mẹ lâu hơn. Đợt trước qua cái có chừng có 15 phút cái thành cái viên cái gia đình phải đi về về lẹ. Bây giờ con sẵn dẫn mẹ qua cái đại cha đại mẹ để thăm sư phụ, nhưng mà con không biết là làm cách nào đi vô núi được, lên núi được với số mã số có rồi thôi vậy. Con ngày 7/4 là con ở đó. Ok rồi, gặp con ngày 7/4. Vậy con biết số đâu thì sao con lên? Con cứ tới ra cổng thì không sao, đây có người xuống mở cổng không lo gì. Cứ nhắn theo cái số này nè. Dạ. Nhắn tin nè. Ok, dạ, bà. Dạ. Rồi con cảm ơn. Tại vì mấy gì cũng ở bển, cái đi không được. Cái con với mẹ con dẫn mấy gì lên luôn là đầu tiên luôn. Ừ, lâu rồi. Hai gì kia đâu có tới muốn bao giờ. Con rồi. Canada, con hẹn từng đó con gặp. Ok, rồi gặp. Từng nào ta cứ tới cổng thì không sao đi. Có ông học có mở cửa thôi là ok không, bye bye. Cảm ơn cho rồi. Nhiều bye bye. Tấn Nguyễn hả?
Thì nói bà rồng lửa sinh năm 70. Bà rồng lửa lớn tuổi hơn mình, lớn hơn, giàu hơn nữa. Lớn tuổi hơn, giàu hơn, khôn hơn nữa. Mình lúc mà lên mạng mình đâu có lanh như bà. Tôi đẹp không? Tôi đẹp không? Ông mình lên mình bập bẹ. Bữa hôm có người lên núi. Trời ơi, anh ngày đầu tiên clip số 1, số 2, 3 nói chuyện giống như nít vậy, bập bẹ. Bập bẹ. Giờ bị chửi nhiều quá thì vẫn còn bập bẹ nè. Mặt dày lắm á. 7-8 lớp da. Này mới vui nè. Thiên Nhiêu nói: chú ơi, con vô đảng 12 năm rồi. Đảng gì con? Đảng cướp hả? Chú ơi, con vô đảng 12 năm rồi. Ồ, đảng đảng viên đảng cộng sản, còn phải nói rõ. Tưởng rồi nó nhiều cái chữ đảng, nó nhiều loại lắm. Chú ơi, con vô đảng 12 năm rồi. 2 năm nay con nghe chú, con gửi đơn ra khỏi đảng hoài, khỏi đảng hoài luôn, mà họ nhất quyết, phải nhất quyết luôn hả, không cho con ra. Con cũng chỉ là giáo viên bình thường. Ủa ra thiếu số lượng sao? Nó phải cần đến nhất 4 triệu người trở lên, cho nên mấy công an nó thường thường lụm cho dưới quê mà không có học ra làm công an không. Nói cái chuyện này tới cách đây 5 tháng 5 trước, có một cái bác kia là thượng tướng luôn á, cái đi qua núi của chú Thiên Long Sơn á, cái ngày nào á, thấy ổng già rồi mà ổng giàu cực kỳ. Ổng mua nhà lần mấy cha, lúc đó thời đó nhà cũng chưa có mắc lắm, 600.000 á, mà trả tiền mặt luôn. Cái ổng lên trên điện mẫu lại lại hoài, thấy ngày nào cũng lại, rồi cái xuống nằm giỏng, ổng thở han thở dài. Cái hỏi bác sao thở, sao buồn nè. Nói chú ơi, ngày nào tôi cũng lên điện mẫu, tôi xin mẹ cho tôi ra khỏi đảng. Tại vì tôi không có, tôi phải bỏ cái thẻ đảng thì tôi mới lấy được thẻ xanh. Mà tôi cũng xin ra hoài, nó không có cho. Mà tôi cho tôi ăn ngập đầu rồi, nó hứa nó cho tôi ra, cuối cùng nó cũng không cho tôi ra. Ngộ ha. Thì đó có một cái bác chức lớn rồi đó. Chắc bác này ăn no rồi, giờ muốn nằm ngủ thôi, không có phục vụ vô đất nước. Còn con á, là còn nhỏ, cho nên con là giáo viên phải không, vẫn phục vụ tiếp. Rồi mai mốt tới bác Bùi Hiền lên làm bộ trưởng bộ giáo dục á, phải làm cho đẹp lòng bác Bùi Hiền để bác lên chức cho con. Thế còn trẻ mà ra khỏi đảng uổng. Sư phụ đẹp trai, Vũ Đinh Đà Lạt, đẹp không ta? Vừa mà nói chị hai lửa của mình á, bây giờ mình đặt là chị hai lửa nha. Em đẹp không, học sò em bự không? Từ nay gọi chị hai lửa đây, rồng lửa thì nó hơi kỳ. Đâu phải là cho mới hớt tóc thôi. Mới hớt tóc. Nó không có cái gì thoải mái bằng mặc áo thun ở nhà bình thường. Ở dưới chân này không có mang vớ nữa. Mà livestream cũng làm được các clip cũng gọn lẹ dễ. Hồi xưa lúc mà bỏ phòng này đi lang thang gần 1-2 năm nay á, cũng không có về phòng này. Rồi bữa nay mở lên rồi điện tử rồi nó cũng còn hoạt động được là mừng nè.
Con nản với đảng quá chú ơi, con không tha thiết gì hết, mất lòng tin trước khi nghe chú nữa, con thấy không có gì cho con. Có một điều con cần phải học. Quý vị ở trên trời mấy vị nói đảng cộng sản không có gì giỏi, chuyện nhỏ chuyện lớn gì cũng nói láo. Quý vị nói vậy, không có chuyện gì mà không nói láo. The singing of Titanic là sao? Hiếu phạm. Có nghĩa là mình viết khi bài Kính Thiên số 1 ra đời năm 1980 á, thì lúc đó chế độ Liên Xô sụp đổ. Tại bên Nga đó, những cái nước Đông Âu đó, nó không còn theo cộng sản. Thì cái bài Kính Thiên số 1 á, là nó xoay chuyển cả cái quả địa cầu của mình. Kính Thiên đã chiếu xuống trần đó. Con ơi hãy nhớ lấy lời mẹ khuyên á, bài Kính Thiên của mẹ. Thì cái đó là một cái bài kinh của trên trời của Phật. Khi bài đó ra đời thì trái đất này bắt đầu thay đổi. Mà nếu mà thay đổi cùng một lúc á, thì nó lại xáo trộn giữa âm chánh và tà. Cho nên bà trên mới cho lại bốn nước còn lại, đó là Trung Cộng, Việt Nam, Bắc Hàn và Cuba. Bốn nước cộng sản còn lại tới ngày hôm nay là giống như để mà bốn cái dù giữ thăng bằng lại vậy đó. Rồi khi cái bài Kính Thiên số 2 ra đời là năm 2017, ở trên mới cho bài Kính Thiên thứ hai, Kính Thiên đã chiếu xuống trần, giáng cơ mở đạo, thiên tâm cứu đời. Đó là bài Kính Thiên số 2. Khi bài Kính Thiên số 2 ra đời thì bắt đầu tất cả cái cục viện diện của trái đất này nó xây vào một cái gọi là cực kỳ nguy hiểm và khổ, sẽ có sự chết chóc lúc đó trước khi có Covid nha. Thì bà trên đã nhìn thấy cả khí hậu, lạnh thì lạnh quá, cái nơi thì quá lạnh, cái nơi thì quá nóng, rồi động đất, rồi thiên tai, rồi bắt đầu tới dịch Vũ Hán của Trung Cộng, dài tới ngày hôm nay, để mà sàng lọc cái con người của mình. Ai mà vô thần, ai mà vô nhì, ai mà hung dữ thì sẽ chết với Covid. Thì hôm nay mình có 30 triệu người á, tại bên Trung Cộng nó chết tới mấy chục triệu người, thế giới bây giờ 8-9 triệu người, thì khoảng 30 triệu người trong choáng nhóm mắt không đầy mấy năm. Quý vị thấy trong lịch sử nhân loại gần mấy trăm năm nay đâu có trái đất mình đâu có đại nạn dữ như vậy. Thì từ năm 2017, 18, 19 cho tới hôm nay chưa đầy 6 năm mình chết 30 triệu người. Chớp mắt một cái ở bên Thổ Nhĩ Kỳ cũng động đất thôi, bữa tính ra thì cũng cỡ 50.000 hay 100.000 người nữa. Đó là gì? Giữa chánh và tà. Ở trên trời á, thiện thần với tà thần cũng đấu với nhau chí chóa chẩn. Cho nên mình thấy những năm gần đây á, thiên tượng và bầu trời thay đổi dù dù à. Những cái mà mình không bao giờ mình nghĩ tới, giống như Phượng Hoàng hay là Rồng hay là Phượng Hoàng đỏ mà xuất hiện ở Sài Gòn á, quý vị thấy không?